chào đến tất cả bà con cô bác và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Tôn Giác công nghệ inox, thương hiệu đến từ tập đoàn Bluecorp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng kính mời cựu tuyển thủ quốc gia, danh thủ Hồng Sơn. Trời ơi! Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Cát Phượng. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trước khi ba nghệ sĩ chúng tôi tới với thử thách thì chúng ta sẽ xem ha người dẫn đường đã dẫn chúng ta tới hoàn cảnh nào. Mời quý vị xem hình. Xin chào mọi người, tôi tên là Tấn Phong, tôi đến từ nhãn hàng Tôn Giác. Tôi cũng đã chờ đợi chương trình Cơ Hội Đổi Đời có mặt ở thành phố Trà Vinh để có thể giới thiệu đến mọi người một gia đình có nghị lực. Ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình. Dạ, con chào ông. Dạ. Dạ, chào ông, con từ ở chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Dạ. Con xuống thăm hỏi gia đình của ông. Dạ. Hiện tại ở đây ông đang sống với ai ở đây ạ? Sống với cháu nội con gái. Dạ. Cha này làm để ông nội nuôi đó. Dạ. Ông năm nay được nhiêu tuổi hả ông á? Dạ, 83 rồi. Bình thường mình ở gì thì cái lúc mưa gió rồi nó có bị nó tạt nó tùm lum á, rồi nó chưa gắn chịu như thế chứ. Gia đình em có 4 người, gồm cha, anh hai, ông nội và em. Em không có mẹ. Mẹ em bỏ em từ nhỏ. Cha và anh hai đi làm hồ ở thành phố. Lâu lâu cha mới về một lần. Con nhớ không biết là sao giờ về nhà thì không có chuyện làm. Làm một ngày nghỉ 2-3 bữa rồi lấy gì ăn. Tôi là già ở bên nhà nước hỗ trợ cho tháng được 270. Tôi đi bán 2 giờ lặng đi bán thêm. Một chục được 80 ngàn. Tôi uống thuốc mỗi ngày. Đau tê cái tay chân đó. Năm nay nữa 2 năm rồi. Sống qua ngày có cô ăn cơm cháo ăn cháo vậy đó, biết làm sao nó cuộc sống giờ nó khổ cực quá rồi, gắng chịu vậy buồn trong lòng mà thôi. Vì nó học cũng ngoan ngoãn, có bằng khen này khen họ. Em mong ước được có cái bài học mới để học tập tốt hơn. Gia đình em khó khăn quá nên em phải nghỉ học để đi làm phụ cha. Dạ, em học hết lớp 8 rồi em nghỉ. Ông nội em á già rồi, còn con bé thì nó nhỏ quá. Nhà dưới thì nó cách hết trơn, mỗi lần mà trời mưa gió thì trên đây sợ lắm. Sợ dưới nó mưa gió nó sập, mấy cây cột nó nứt hết trơn. Nhà tôi ở mỗi ngày là nhà nước cho 15 năm. Nhà cửa giờ nó dột hết rồi, không có dách gì hết, mưa nó tạt. Con cháu né vậy nó có làm gì được. Mưa tạt không biết đi đâu, giờ phải gá ngủ. Cha em có bị xuất huyết bao tử. Đợt trước lúc mà cắt phi á, cha em đi tắm rồi cha em ói ra máu. Vài năm trước thì có dây có nợ ngân hàng chính sách 15 triệu. Đến nay chưa trả được bộ hồ. Lương thì có không ổn định thì có 200 mấy ngày. Từng làm 2-3 ngày. Em rất nhớ cha. Em cũng thường hỏi cha sống thành phố như thế nào. Nhưng mà cha không nói. Em sẽ cố gắng học tập tốt. Có học mới thoát nghèo được. Cũng hãy cố mà để làm kiếm tiền là gửi về quê. Reset tập hợp tổng lực tấn công. Yeah! Mục tiêu tiếp theo. Reset banh mấy nhà cho ta.
sau khi sao ý? Tôn Sắc công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tôn Sắc công nghệ inox khuất phục reset. Gia đình anh thật tuyệt. Xin mời, xin mời. Dạ, anh chịu qua đây đi. Con chào ông. Dạ thưa quý vị, đây là gia đình của anh Kiệt tại Trà Vinh. Và ngày hôm nay gia đình anh Kiệt cũng đến với Cần Thơ của chúng ta để sẽ là nhân vật chính trong chương trình Cơ hội đổi đời ngày hôm nay. Dạ, và hoàn cảnh của anh Kiệt thì giống như quý vị đã xem qua clip, là anh phải rời nhà để kiếm công ăn việc làm, nuôi hai cháu và đặc biệt là cha già. Và khi quý vị xem thì quý vị cũng biết là cái nhà của anh Kiệt nó sắp sập luôn rồi. Việt Hương thường dùng những từ này cho những căn nhà là hơi lụp sụp, hơi dột nát, hơi siêu vẹo. Nhưng mà cái căn nhà này nói thẳng là sắp sập luôn rồi quý vị. Vậy ngày hôm nay em hy vọng rằng các khách mời ở đây của chúng ta sẽ hỗ trợ để gia đình chúng ta có lại được một số tiền. Thứ nhất là để trang trải nợ nần còn thiếu của ngân hàng. Cái thứ hai là anh sẽ có một số vốn để tiếp tục làm ăn sinh sống anh Kiệt nha. Dạ. Và bây giờ sau khi xem clip thì em nghĩ là ba nghệ sĩ đã hiểu được hoàn cảnh của anh Thạch Kiệt. Thì Hương nghĩ là ba anh em mình sẽ làm được điều đó. Bây giờ ba anh em mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 1, 2, 3, nói gì nữa, người đầu tiên tất nhiên là ông anh của Việt Hương rồi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Sung dễ sợ, bước ra là thấy sung rồi. Bây giờ anh vô nhận thử thách với em nha. Rồi. Mời anh Kiệt. Người chơi tìm đường, phải tìm được đường đến chợ nhà Lòng Ba để thực hiện thử thách có liên quan tới âm nhạc. Nè, thử thách liên quan tới âm nhạc, còn liên quan cái gì chút em nói với anh. Ba, hai, một, bấm. Xe chỗ nào? Trung tâm thương mại Cái Khế. Dục cũng chạy luôn đi, trời ơi, không gì, chạy nó đi. Lẹo đây quá không? Đây phải không? Lẹo được kìa, gần tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Bà con ủng hộ quá rồi anh Long ơi. Tới trung tâm Cái Khế rồi, ngay chợ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, cỡ nó nguy hiểm đây anh. Bây giờ chị Phi Hương, đó chị Phương gọi cho anh Kiệt nghe điện thoại đi. Rồi alo. anh nghe đi. Nhiệm vụ của mình là đi mua một khúc mía dài 2 gang tay, 1.500g cà rốt, 10.500 đồng rau ngò rí, 4 củ riền, nửa cân trái hạnh, 500ml nước dừa, nửa yến quýt, 500g củ tỏi, 10 củ khoai lang, 1 trái dưa. Khi đi mua rau củ, người chơi phải hát điệu lý bất kỳ. Người chơi biến tấu lời để giao tiếp với người bán. Trong câu hát bắt buộc phải có từ keyword của sản phẩm đó. Rồi, bây giờ đi, vô. Đây để em coi, coi. Một khúc mía bây giờ, mua khúc mía rồi cà rốt. Ra cái chỗ rau củ quả, có rau củ quả đây nè, cà rốt 1.500g lần nhiêu ta? 500g cà rốt chị ơi, chị là chị. Lần ký rưỡi á. Phải hát nha, phải hát. Anh phải hát chị. Dạ, chị ơi, chị bán giùm em 1.500g cà rốt để em thực hiện chương trình cơ hội đổi đời cho anh Thạch ca. Thạch gì quên rồi? Thạch Kiệt. Thạch Kiệt được sống mà quy hoàng. Hai. 10.500 đồng gò rí chị ơi. 10.500 đồng rau ngò rí có không? 10.500 đồng gò rí chị ơi. 10.500 đồng ngò rí. Anh phải hát. Chị ơi, ngò rí nấu canh chua hay là nêm nêm với hủ tiếu mì? Chưa có 10.500 đồng. Hả? 10.500 đồng chị ơi, cân giùm em lẻ lẻ để số tiền nó rất là anh Thạch Kiệt. Thạch Kiệt mất tiền chị ơi. Đó, 10.500 phải không cô? Chưa, còn nữa, 4 củ riền hát. 4 củ riền mình về mình thát ra để cho anh Thạch Kiệt ảnh có tiền ảnh trả nợ. Nửa cân trái hạnh, lần đầu tiên tôi mới biết trái hạnh là trái gì. Chỉ giùm em là tôi tắt á. Rồi, một bình nước dừa. Nước dừa mà không có đây, qua chỗ khác, rồi đi chỗ khác mua. Ơ, trả tiền chị. Thôi em lại 100 ngàn. 4 củ riền 10.500.
Ở đâu bán nước dừa bà con chỉ giùm em. Nước dừa, nước dừa. Nước dừa quẹo trái. Ở đâu, 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 đâu? Nước dừa, nước dừa. À đây. Nước dừa. Chị nước bán dừa. Nước dừa không chị? Có. Có, hát đi anh. Chị ơi, chị bán giùm em một bịch nước dừa. Một bịch nước dừa để em pha sinh tố. Quá hay. Nhanh lên chơi, nhanh lên chơi. Bao nhiêu tiền chị? 13 ngàn. Thôi chị bớt em 3 ngàn được không? Lấy em 10 ngàn được không? Thôi chơi dễ. Tặng luôn hả? Cảm ơn chị. Trời ơi, tặng luôn hả? Cảm ơn chị. Nửa nè, tiếp nè. Nửa yến quýt rồi 500 gram tỏi. Nửa yến quýt là gì? Quýt, quýt, quýt. Ai bán quýt? Chị ơi, bán cho em nửa ký quýt đi chị. Quýt này thật là ngon. Anh phải hát nửa yến quýt. Nửa yến quýt này tức là nửa ký. Em mua để thử thách chương trình cơ hội đổi đời chị ơi. Nhiêu chị? Dạ dạ, cảm ơn chị. Thôi em lẹ lẹ đi chị. Còn gì nữa, còn gì nữa? Còn nữa anh ơi, 500 gram tỏi. Trời ơi, hồi nãy tỏi đằng kia xong nói. Lẹ lên đi chị. Tại vì mình gấp thời gian mình phải nghĩ ra cái lời hát á. Được rồi. Nhớ luôn. Bỏ vô chà, bỏ vỏ anh, bỏ vỏ. Rồi, 500 gram tỏi là nửa ký tỏi đó. Tỏi, 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 tỏi. Ở đâu chị? Đâu? Tỏi ở đây nè. 500 gram tỏi hát nha. Bán cho em. Dạ bán cho con năm nhiêu? 500 gram. 500 gram mà tỏi. Dạ tỏi, tỏi 500 gram. Hát hết câu chứ? Hát chưa rồi, khá hết câu đây. Giờ này con mệt quá rồi, bà ơi xin giúp tỏi giùm cho con nửa ký lô. Nửa ký lô chưa bà? 500 gram, nửa ký thôi nha. Nửa ký bà nhiêu vậy bà? Nửa ký 20 ngàn. Trời ơi, con cảm ơn bà. Tiếp theo, 10 củ khoai lang. Khoai lang. 10 củ khoai lang. Khoai lang chị? Khoai lang. Khoai lang, khoai lang, khoai lang. Đây nè. 10 củ luôn hả? Hát đi. Trời ơi, 10 củ khoai lang. Tôi về tôi luộc cho anh Thạch Kiền ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 củ khoai lang. Chưa, cho ta cân, ta tính tiền. Cắn đi, cắn đi, tự xử. 2 ký chị ơi, nhiêu tiền chị? Nhiêu tiền chị? 2 ký, 30 ngàn. 30 ngàn, 30 ngàn, 30 ngàn. Thôi em lại 20. Nhanh nhanh giùm em đi chị. Còn một trái dương với một khúc mía, 2 găng tay nữa anh ơi. Bà con ơi, dương đâu bán vậy? Kia hả? Dạ dạ, cảm ơn. Đâu, bên đâu? Đây, bên đây. Coi chừng té. Đạp trái cây mới có. Chị ơi, chị có bán dương không chị? Có dưa lưới nè. Trời ơi, dừa bao nhiêu đồng một trái? Chị hai bán cho em để em đem về chương trình. Nhiêu chị? Trời ơi, hết tiền rồi. Không mấy, mình xin đi. Em xin chị 30 làm chương trình hả chị? Cảm ơn chị. Anh ơi, bây giờ mình còn phải mua mía nữa nha anh. Bây giờ là hết tiền, là coi chừng không còn mua được mía nữa. Trừ 5 ngàn nè. Mía đâu bán gì? Còn thiếu một món mía nữa thôi. Bà con có ai biết chỗ nào bán mía không? Chạy ra, nhanh lên. Mía bán gì? Ở đâu bán mía vậy? Chạy giúp mía. Ủa, ở đâu bán mía? Trời đất ơi. Đây. Có mía không? Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi. Chưa. Một khúc mía 2 găng tay hát đi. Chị ơi, chị hãy băng cho em một khúc mía 2 găng tay. Chặt đúng khúc mía, chặt đúng khúc mía 2 gang. Cho mình cái dao, cái dao ra đâu. Anh Lâm chưa ca xong hết câu. Em đi xin mượn cây dao chặt ngay cái mía 2 găng tay ngay. Gọi như vậy. Rồi, rồi, đi về, đi về. Về chỗ, sách về, nhanh lên, nhanh lên. Mua được đủ rồi chị Hương ơi. Sau khi mua đủ 10 loại rồi thì quay về nơi nhận thử thách để kiểm tra kết quả, nếu đủ thì hoàn thành thử thách. Ok, bên đây, bên đây. Cái gì vậy? Rớt cục đi luôn. Trời ơi, rớt cái cục gì vậy? Dưới cái quần rồi. Để em nhét cho. Ê, bây giờ nắm quần chạy. Bây giờ ai có kim chỉ ra mai quần cho ông Trung nắm cái quần ông chạy rồi kìa. Đây, 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 ngoài này anh. Xe đâu? Ngoài này, ngoài này. Đây, lên đây. Trời ơi. Rồi, ra đây mình kiểm tra nha, mình phải cân, mình kiểm tra. Rồi, anh Lâm để anh đây cho em. Dạ, thưa mọi người, bây giờ sẽ kiểm tra nha. Bây giờ em phải kiểm, nếu mà không đủ thì phải chạy vô mua nữa. Ok. Nè, mọi người coi nha. Đây, anh ơi, bây giờ một khúc mía 2 găng tay anh đo lại cho mọi người thấy nè. Một khúc mía, 2 găng tay, vỗ tay. Mía. Một trái dưa, có luôn. 10 củ khoai lang anh đếm đi anh. Đủ 10 củ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 củ khoai lang có luôn. Rồi, vỗ tay nha bà con. 500 gram cà rốt. Đủ món chưa? Cà rốt. Làm ký rưỡi nha bà con. Đủ món chưa? 2 ký luôn rồi nè. Dư. Dư luôn.
tỏi là nửa ký tỏi. Nửa ký tỏi dư luôn nha quý vị. Rõ ràng, nửa ký tỏi đúng luôn. Rồi, bốn củ riền. Một, hai, ba, bốn. Bốn củ riền được luôn. Nửa yến trái hạnh. Không phải nửa yến quýt chứ. Đây, nửa yến quýt. Anh ơi, nửa yến là 5kg anh Long ơi. Cái này mình tính sao nha, ngò rí nè, 10.500 ngò rí. Đúng luôn. Cái này 10.500 ngò rí là được như đây. Qua luôn. Rồi nửa cân trái hạnh là nửa ký á. Nửa ký, đúng luôn. Qua luôn. Một bịch nước dừa bỏ qua kia luôn anh. Rồi, coi như là mình bây giờ mình chỉ thiếu là nửa yến quýt. Nửa yến có nghĩa là 5kg. Người ta đâu có rượu 5kg. Mua chỗ khác anh. Bây giờ ở đây mình đang có mới có 500g mà. Tức là còn 4,5kg mà giờ hết tiền rồi anh ơi. Cho anh mượn em đâu có tiền. Thì bây giờ vô ca hát gì đó để cho người ta bán không. Tội nghiệp quá, chạy nữa. Chạy nữa. Từ từ anh Long vô ơi. Vô anh nỉ. Vô trà lết mà phải hát Long ơi. Quýt 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 đâu rồi? Quýt quýt. Đây. Chị ơi, chị hãy thương em. Gì? Nửa yến có nghĩa là 5kg mà nãy mình có 500g rồi. Chị ơi, chị hãy thương con, cho con mua đỡ 5kg quýt cho chị. 4,5kg thôi. 4kg quýt. 4,5kg. Bây giờ nè, cô ơi, cô của nó giùm con cái cô. Cô ơi, anh Long anh hết tiền rồi. Bây giờ anh Long nói làm sao để bây giờ cô cho con 4,5kg này đặng con làm từ thiện. Ừ, được luôn. Dạ, trời ơi. Bà con ơi, có vô chợ cái khế. Cho con cái. Mượn cái mâm này luôn cái đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lên. Em đỡ phụ cho. Dạ thưa bà con, bây giờ vậy em để đây luôn, em cân nguyên một cái này luôn cho mọi người coi. Ông kia ông làm gì, ông núp vô chổng luôn rồi. Quá đỉnh luôn, vượt quá 5kg rồi bà con. Rồi anh Long úp mặt vô tường, anh dán mặt vô tường, anh mệt rồi. Anh Long ơi, hoàn thành thử thách rồi. Rồi mật mã 7632 chị Hương ơi. Xác nhận. 19.000.490 đồng. 19.000.490 đồng. Số tiền này là số tiền có thật của anh đây. Đó quý vị trở lại với cơ hội đổi đời. Và kỳ này nhất định thì tôi sẽ phải giới thiệu một trong những cựu cầu thủ quốc gia nha. Đó là danh thủ Hồng Sơn. Vỗ tay thật to. Rồi bây giờ anh nhận lời thử thách của chương trình đúng không ạ? Mời anh vào đây, mời anh bấm thử thách. Thử thách của chúng tôi là người chơi tìm đường đến sân vận động Cần Thơ để thực hiện thử thách có liên quan đến thể thao. Có ai có xe chở anh Sơn đi không? Có cô bé áo hồng ngoài kia. Đó bé. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sẵn sàng nha. 3, 2, 1, chạy. À, bác cho hỏi sân vận động là Cần Thơ ở đâu ạ? Chạy thẳng, trong qua phải ạ. Khán giả ơi, anh đi đúng đường không ạ? Đây sân vận động Cần Thơ đây. Alo. Anh ơi, anh gặp Đại Nghĩa. Sau đó ghép hình để biết cái điểm tới. Anh ơi, đây rồi. Em đây. Đây rồi. Bà đây. Ở đây là có những cái tấm nó rời nhau. Bây giờ anh sẽ phải ghép thành một tấm hình. Thì cái tấm hình đó nó sẽ có cái địa chỉ để anh biết cái điểm tiếp theo là mình sẽ đi tới đâu. Cái này cũng là một cái góc vuông nữa nè. À, cái chữ thành, cái này chữ thành nè. Nha, thành nè. Đó, nó là vậy. Cơ hội đối đời chắc nằm bên đây nè. Đối đời ở trên quận Ninh Kiều. Thành phố nè, cái chữ phố nè, chữ phố nè. Cái Khê Văn Khéo. Cơ hội đối đời, đây rồi. Đó.
Đó. Đúng rồi, vô rồi. Ồ, 110. Chưa, chưa anh, bây giờ phải ghép cho xong, phải ghép cho xong hết cái bức hình mới được anh. Ráp được địa chỉ rồi, đọc cái địa chỉ chưa nghe coi. 110B Trần Văn Khéo, phường Cái Khê. Cái Khế, quận Ninh Kiều. Chạy bộ tới cái quán đó là quán cà phê Trâm đó. Chạy nhanh đi, hết giờ, số tiền là 24 triệu đang có. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Alo. Tới đó kiếm cái bạn Nguyễn Nhật Nguyên, bạn đó là thủ môn. Cảm ơn nhé. Cho anh hỏi cái địa chỉ 110 đường Trần Văn Khéo ở đâu nhỉ? 110 đường Trần Văn Khéo, đây, Khéo này đây. Cảm ơn nhé. Bán cà phê đó tên Trâm, kiếm thủ môn tên Nguyễn Nhật Nguyên. Cà phê Trâm, quán cà phê Trâm. Rồi, đây, đây, đây rồi, đây rồi, tới nơi rồi. Ai là Nguyễn Nhật Nguyên? Hai ông ngồi đây ẩn nấp lúc qua. Rồi, tóm gọn được hai đồng chí này thôi. Em là Nguyễn Nhật Nguyên. Chào mừng em, thủ môn đúng không? Chạy bộ về sân vận động lại đi. Rồi. Trời ơi, vỗ tay. Nguyên làm thủ môn. Anh Sơn đá vô vô lê 10 trái mới được. Anh ơi, em ở đây. Nguyên vào thủ môn. Nguyên. Vào khung thành đi em, vào khung thành đi. Chuẩn bị, bắt đầu. Sút. Trời ơi. Trần Nhật Nguyên tân trần. Ráng lên Sơn ơi. Luôn 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 luôn. Tết. Nhanh nhanh thì mới đủ được. Con cổ vũ cho anh Sơn nha. Đi thôi. Không vào. Ôi. Vượt sàn ngang. Mỏi quá. Dạ. Wow. Ơi. Wow. Mà. Hơi cao, hơi cao. Không sao cả anh ơi, còn hai trái nữa thôi. Em tu cao lên thì em. Ok. Đây rồi. Xác nhận. Số tiền là 8.603.080 đồng. Trở lại với cơ hội đổi đời. Và sau hai vòng nhiệt huyết
trà trộn. Hai ông anh đã đem được số tiền rất là nhiều rồi. Bây giờ nữ nghệ sĩ Cát Phượng của chúng ta sẽ làm điều gì? Xin trân trọng kính mời chị ra đây. Nữ nghệ sĩ Cát Phượng. Trời ơi, bắn đụng cái cao dữ ché. Chạy cho nó nhanh. Chạy cho nó nhanh thôi. Sẵn sàng chưa? Ok. Mời vô. À, trước khi đi em cho chuyện mới bảo bối đây. Đây bảo bối của mình gồm có là số 1 là quán cà phê, chị cầm trước. Cái thứ hai là chợ Cần Thơ. Và cái thứ ba là cầu tình yêu. Một cuộn phim chị à. Một cái máy chụp hình lấy liền. Bỏ vô đây đi chị. Mình đi đường, đường xá xa xôi. Bây giờ chị coi cái nhiệm vụ là gì. Mời bấm thử thách. Thử thách là người chơi tìm đường đến 3 địa điểm để thực hiện thử thách có liên quan đến nghệ thuật nhiếp ảnh. Có một chị Tám và fan của chị Phượng. Bà Tám bán nước, bà bỏ bán rồi, bà nói bà sẽ chở đi. Chị Tám ơi. Trời ơi bà kìa. Rồi chị Tám đi chở chị Phượng đi. Chúng ta bắt đầu đếm và ba đây bắt đầu bấm. Xác nhận. Chạy. Chạy lẹ Phượng. Chạy lẹ. Chạy rồi. Chào bà con. Tám ơi. Tám đâu rồi? Tám chở Phượng đi, đổi nón bảo hiểm vô. Trời ơi nhanh Tám ơi, nhanh nhanh nhanh. Không thấy địa chỉ. Hỏi hỏi thời điểm nào em. Đây 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 đây. Quán cà phê ngay đầu đường Lương Định Của. Quán cà phê hai lần Garden nha chị. Ờ, đường Lương Định Của đúng không? Quán cà phê hai lần vô. Đéo đúng chưa cả nhà? Đúng rồi, đúng rồi. Quá trời chắc chắn rồi. Quá trời chắc chắn rồi. Chị nhờ người dân chụp hình tạo dáng giống như hình mẫu. Tấm hình là bối cảnh ở đâu? Trong tấm hình bao nhiêu người chụp y chơn như vậy? Em ơi, cho chị xin hai bạn nam một bạn nữ đi. Chụp hình với chị. Mấy em ơi, giúp chị đi. Chụp hình với chị đi nè. Chị Cát Phượng đây, trời ơi, lâu lâu chụp hình lần cái đi. Đây, cho chị hai người con trai nữa đi. Hai cưng ơi, lại đây, lại đây, chị nói nghe nè. Trời ơi, lâu lâu chụp hình nữa lần xuống muốn chết luôn. Em đứng phía sau đi, em gái còn đứng phía sau đi. Con đứng phía sau ha, cái con khung xuống, đưa cái đầu lên cho bạn vậy nè. Bạn cứ nghiêng cái đầu qua vậy nè. Nghiêng qua cái lợi thành xích sắc á. Đúng rồi, đấy con để bà đầu nè. Con qua đây, con qua đây, con này. Cái đầu nối ra cái đầu á, còn con qua đây. Đó, cái đầu xuống. Để lên cái đầu. Rồi. À. Cái đầu sẽ thấy bốn cái đầu chồng lên nhau. Rồi cái đầu để lên cái đầu. Vậy đổi chỗ đi con ra sau đi cho bé đây đi. Thôi con đứng lên, con đứng ở dưới đây đi. Rồi con khung xuống. Để cái đầu đó, thấy thương không? Để này. Con nhớ làm sao cố gắng để con để cái cầm lên đấy các bạn nha. Ok, cô cắt chùm nha. Được một tấm rồi. Rồi đạt tiêu chuẩn rồi, đi chị. Đi, tìm đường tới chợ Cần Thơ giùm em đi. Chị tới trạm thứ hai, chị tìm một người dân bất kỳ để chụp tấm hình lại đúng như cái hình mẫu hồi nãy, phải giống như vậy nha nha. Bối cảnh đi như trong hình. Chị là người chụp hoặc là chị là người mẫu cũng được. Rồi ok cưng. Bà con đây nóng ruột quá chị Phượng ơi. Dạ chị ơi, tới cổng chợ có chữ chợ Cần Thơ nha chị. Vỗ tay quý vị ơi, tới nhà rồi, tới chỗ địa điểm hai rồi. Em ơi, chụp hình với cô không? Cô Cá Phượng này, anh chụp hình với em không? Có được rồi. Thêm một người nữa, em trai yêu dấu. Chụp hình với chị không? Chụp hình với chị nha. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi nhào vô chụp, mở cái phong bì thứ hai ra. Chị Phượng nhào vô luôn chị Phượng. Làm người mẫu luôn. Em đứng ở giữa, em để chéo qua. À đây nè, thôi đi có rồi đây. Rồi còn đây. Làm trái tim. Không để nè. Đó, làm hình trái tim nè. Đây cái tay này cũng làm trái tim luôn. Đúng rồi đó. Rồi đứng thẳng lên chị nha. 1, 2, 3 chụp nha. Đi qua điểm 3. Chạy đi. Chạy xe qua cầu tình yêu đi. Tìm một người bất kỳ để chụp lại đúng hình mẫu. Phải giống tạo dáng, giới tính và bối cảnh. Đây, chị Phượng ơi. Đây. Vô đây gặp em trước, vô đây gặp em trước. Em trước hả? Nãy giờ được mấy tấm rồi? 2 rồi. Đây là hình mẫu mà phải chụp được tấm hình giống như vậy ở ngay cầu tình yêu. Sẵn sàng với chị, nhanh lên chạy. Em ơi, chụp hình với chị nghệ sĩ Cát Phượng nè. Chụp hình với Châu nha. Em ơi, ba người đàn ông lực lưỡng qua đây. Thôi qua, hồi ba chị em mình chụp hình bốn chị. Đại Nghĩa cũng là một người đó. Đây cưng.
Đại Nghĩa là một người rồi. Nhanh lên Kem ơi. Em ơi, em Quần Hồng ơi. Gái Quần Hồng cho chụp hình với chị gái được không? Trời ơi, hên quá. Nhanh lên Nhanh lên chị Phượng ơi, số tiền chúng ta đang có bây giờ là 9 triệu đồng. Nhanh lên chị Phượng, nhanh lên. Đứng tấm gì nè, đứng dạng ngay nè. Lột dài cái đi, cứ lột dài cái đi. Đứng thẳng đi. Rồi nhanh lên em ơi, nhanh lên Kem ơi. Nhanh lên chị Phượng, chuẩn bị chụp nè. Rồi, để cao nè. Đúng rồi. Bây giờ chị mở ra coi mã số mấy. Rồi chị đọc lên cho chị Hương nghe. 1305 8.203.751 đồng tiền Việt Nam. Còn một danh thủ bóng đá nữa sẽ có mặt phối hợp để thử thách với chương trình. Xin trân trọng kính mời cả ba. Quá trời súng rồi. Trời nhào ra. Bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng ta vô để coi thử thách là gì. Chạy đâu Long? Đâu vậy anh Long? Chưa mổ súng quá. Thử thách là gì chưa? Chưa chạy đâu. Chạy trước. Chạy cái gì vô coi thử thách nè. Bấm thử thách coi là gì. Người chơi tìm đường đến bến phà ở bến Ninh Kiều để di chuyển qua xóm chài nhận nhiệm vụ từ chương trình. Trời ơi! Đây, điện thoại cầm đi chị Phượng. Thôi, chị này chứ ít nghe lắm, anh đi. Đúng rồi. Rồi, 3, 2, 1. Anh, cái bến phà vừa mình đi qua khu du lịch đó. Đi đường này, đưa lên. Lại giùm em đi. Cái này em hơi kẹt hả? Bến phà tìm ngã tư hay là chân Ngô Quyền mà phải là bến đò cảng du lịch Ninh Kiều 2. Rồi, bến đò cảng du lịch Ninh Kiều 2. Đúng rồi, bến đò đó. Ok. Chạy thẳng là đúng chưa cả nhà? Chạy thẳng luôn đi, quẹo phải qua cầu. Đó, dùng tay đâm thẳng qua luôn. Ở đây chỉ rõ ràng lắm đi nè, mà không đi được thôi luôn á. Sống chạy đâu? Đây nè, qua vô đây nè. Bến phà sống chạy là đây phải không? Bây giờ qua phà liền nữa không em? Vô đi. Nhiêu tiền hả? Lên phà, xong khi nào xuống phà là quẹo trái, tìm đến tiệm trái cây của chị Lan, địa chỉ 1084. Ok, rồi, ok, bye bye. Sai rồi anh ơi, lui đó, sai rồi. Hả? Đây. Đúng không? Đúng không ạ? Đúng. Đang đúng nha, đang đúng. Chị Lan bán trái cây chỉ đưa cho mình tiếp. Hương ơi, lên phà rồi Hương ơi.
Hồi nãy anh đi lộn đường rồi, đáng lý là hồi nãy đi lên này luôn thì ok nè. Bây giờ gặp MC Đại Nghĩa liền nha. Đường lộn. Kêu ông lái ghe lái lẹ lẹ đi. Gần tới chưa mấy chị? Trời ơi, nóng ruột quá. Lái lẹ giùm em đi anh. Lái lẹ. Trời ơi, anh còn lái chậm nữa chết em. Lái lẹ giùm đi. Bao nhiêu mã lực tông hết. Kiếm Đại Nghĩa liền. Biết chị Lan không? Kiếm Đại Nghĩa liền. Ủa kìa, thấy lạ quá kìa. Nghe chị Hương gọi. Alo, sao chị? Đến tiệm trái cây của chị Lan thì người chơi làm nhiệm vụ là lấy đủ 30 ký 5 loại trái cây, mà trong đó có sầu riêng. Mỗi người lấy lần lượt, không lấy cùng lúc. Sau khi lấy đủ thì tìm nơi có MC để cân. Mà nếu mà lấy dư là phải ăn sầu riêng, chứ không được ăn mấy trái kia. Nếu 5 ký thì ăn 5 ký, mình dư 1 ký cũng phải ăn 5 ký luôn. Dư tiếng thì phải ăn nữa. Bây giờ ở đây em sẽ phát cho mỗi một anh chị một cái giỏ đi chợ, cầm đền cho mình em nhanh gọn lẹ. Ba anh em mình làm Phượng làm trước đi. Dạ, không đi, đi. Nếu như anh chị mà lấy dư số 30 kg thì em nói ví dụ dư 3 kg thì anh chị phải ăn hết 3 kg sầu riêng. Nếu anh chị mà lấy thiếu 5 kg, lấy có 25 kg thôi là ăn hết 5 kg sầu riêng. Miễn làm sao đủ tròn 30 kg thì được, dư hay thiếu gì cũng phải ăn cái số lượng sầu riêng đó à, nha. Không đông lắm ăn tiếp đó. Bây giờ chị Phượng đi trước đúng không? Phượng đi đi. Mời chị. Là Phượng. Là anh hai anh nhớ nha, là mình phải lấy 5 loại trái cây mà trong đó là bắt buộc phải có một trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Dạ, 4 loại còn lại thích lấy gì lấy. Okay. Mà cần là anh cầm để mà ước lượng tầm khoảng 10 ký. Thanh long. Hồng hào, cho nó hồng hào. Lấy hồng hào tôi cầm được. Cô kêu tôi lấy nhiều rồi tôi lố hả cô? Dưa hấu hả? Hồng lấy ổi. 30 ký là nhiều lắm. Cái lấy rồi. Không. 2 ký chứ. 2 ký. 10 ký. 10 ký một tức là 30 ký cho 3 người. Còn cái sầu riêng lấy 2 ký là 5 ký. Nhưng mà anh không được cân đó, anh chỉ ước lượng thôi. Ủa không được cân hả? Dạ, bên ông có được cân. Dạ. Rồi. Dưa hấu á, đừng có lấy mấy cái trái nhỏ nhỏ. Quýt đi. Trời ơi, giọng chừng 2-3 trái dưa hấu vô. Có dưa hấu mà hỏi rồi. 10 ký rồi đó. Ok. Rồi bây giờ tới anh Hồng Sơn, mời anh Hồng Sơn. Mời anh Sơn. Đúng rồi. Ok. Đây rồi, lóng đi lấy đi. Ai không có được cân bây giờ. Thấy chưa, chuẩn chưa? Chùm anh Giang. Ông là chùm anh Giang mà. Em sơ thảy có một giây một thôi. Ông phóng lên ông cân trước liền à. Mà không sao, mới cần có một cái giỏ này thôi. Cái gì đó xịt vậy? Trời ơi, nó xịt gì anh? Vậy thôi không? Ít quá ít luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cân liền lập tức. Coi cái số lượng là bao nhiêu. Cái của anh là Khoan. Coi có giấu trong người cái gì không? Cái xoài. Có cái vụ anh Giang giấu cái xoài nữa là. Em cân liền cho mọi người coi nha. Là chắc chắn là trong mỗi một cái giỏ này đều có một cái trái sầu riêng. Và bây giờ đây là cái giỏ mà anh Long mang về nè. Là 7 ký nha mọi người. Yes sir. 7 ký. Anh Long mang 14 là 21. Anh Long mang về 7 ký. Chứa là từ. Đây là cái giỏ của anh Hồng Sơn. Anh Hồng Sơn. Anh Long nghe em 7 ký luôn. 7 là 14. 14 ký. Ây da. Yeah.
với 14 là 28 kg, có nghĩa là thiếu 2 kg. Vậy thì bây giờ nè anh chị ơi, em sẽ lấy sầu riêng mà anh chị mang về nha, mình cân đủ 2 kg sầu riêng và sau đó mình xẻ ra mình ăn liền nha. Cái này đúng 2 kg luôn, xẻ ra anh chị xẻ sầu riêng ra ăn liền. Không, ít lắm anh chị ăn đi. Có 2 kg. Có 2 kg có bao nhiêu đâu. Hết. Ăn đi. Ăn cái mặt mụn không được. Phải ăn. Anh quay qua. Quay qua. Sơn ăn không được sầu riêng. Đây, mã số 6104. 24.047.577 đồng. 24.047.000. Vỗ tay bà con ơi. Yeah. Có chừng tay anh Kiệt. Dạ con chào cô. Quá dạ, giỏi. Chào bà con cô bác, em về rồi, em về. Đã rồi vô. Báo cho cả nhà một tin vui, tổng số tiền của gia đình anh Thạch Kiệt có là 59.858.898 đồng. Bây giờ công sức của ba người gom góp được 59 triệu hơn, ba người tặng cho gia đình anh đi. Thì đổi nơi. Dạ, Thiên. Dạ. 2, 3. Vô. Vỗ tay bà con. Chúc mừng gia đình của anh Kiệt. Tiếp theo chúng ta còn có một cái phần rất là đặc biệt nữa thưa bà con. Đó là chúng ta sẽ quay cái vòng quay may mắn. Dạ, mời anh Kiệt bắt đầu. Bốn máy không? Vòng quay đã từ từ chậm lại. Để mình coi coi rơi vào số mấy nha. Ủa, trời ơi, mà anh Long dễ thương không? Anh bị té đúng không? Anh đi mệt về người, anh cứ mệt. Anh không có mệt mỏi gì trơn á, tức là anh đang mừng. Tại sao mà... Tôi không biết à, tôi không biết gì à. Tôi không biết gì à. Cái gương mặt là bàng hoàng, ngạc nhiên. Tại sao mà một vòng quay sao mà được vô 4 máy hay quá. Cho nên là chúc mừng gia đình của anh Kiệt cũng như là 4 gia đình khó khăn tại Trà Vinh. Yeah. Bây giờ quan trọng nè, mời anh Tuấn Phong là người đại diện Tôn Giác để trao 4 cái mái nhà này tại địa phương của anh Thạch Kiệt. Mời anh. Xin mời anh Phong. Xin chào quý nghệ sĩ, xin chào tất cả bà con. Tôi cũng xin cảm ơn quý nghệ sĩ đã tham gia chương trình và xin cảm ơn bà con đã ủng hộ, hỗ trợ trong cái chương trình Cơ hội đổi đời. Xin ý kiến dạ, gia đình của anh Kiệt là cũng sắp sạch tới nơi rồi. Anh cho mái tôn luôn đi anh ơi. Nếu mình đã được thì mình ủng hộ luôn cho gia đình anh Kiệt luôn anh Phong. Dạ mình sẽ ủng hộ thêm một cái mái tôn nữa cho nhà anh Thạch Kiệt luôn. Ôm hung liền, ôm hung liền, ôm hung liền giùm em. Dạ. Dạ, cưng hết sức cưng luôn vậy đó quý vị. Như vậy là có tất cả là 5 mái nhà sẽ được Tôn Giác hỗ trợ trong chương trình hôm nay. Vỗ tay. Mời anh đại diện tặng giùm 3 kỷ niệm chương cho 3 nghệ sĩ xuất sắc ngày hôm nay. Dạ. Xin nhắc lại cái giờ phát sóng của chương trình để quý vị khán giả tiện theo dõi nha. 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Biên thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Tôn Giác công nghệ inox, thương hiệu đến từ tập đoàn Blue Corp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua tư tắc, vượt qua tất cả mọi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách thành công mang về cuộc đời thêm vui.